Rồi anh hai đứng bên đi, anh đứng bên đó đi. Nam mô Đà Phật. Và kính thưa quý vị và kính thưa chú Sáu, thì trải suốt một cái thời gian chú cháu mình đồng hành với nhau suốt gần một năm trời để làm sao tạo điều kiện tốt cho bà con ở trong ở đó và bà con các nơi, cũng như chú Sáu bất cứ làm công việc gì thì có thành hậu để hỗ trợ về tinh thần và tịnh tài của cô bác bà con Mạnh Thường Quân và suốt một thời gian. Nhưng mà sau khi hay chú Sáu bệnh rồi sau đó thì chú Sáu đã ra đi theo định lực của vô thường, thì hôm nay trước con đến đây để đốt cho chú một nén hương. Con tin chắc rằng đối với chú là đặc biệt hơn là cái công hạnh của chú đã tròn tâm nguyện. Xin giới thiệu với quý vị, đây là người con thứ hai của chú Sáu, là anh hai, phải không? Anh hai hay Hiện. Dạ. Thì cái cơ sở hiện nay ở tại nơi khu vực của chú Sáu từ trước đến nay quản lý, thì anh hai sẽ đứng ra để hỗ trợ đảm trách để chăm lo cho bà con, hả anh hai? Dạ. Như vậy thì thành hậu thấy rằng cái công hạnh của chú Sáu đã tròn tâm nguyện. Thứ nhất, thường thường thành hậu đến chú Sáu rất là nấu rất nhiều. Một là chú Sáu tâm nguyện của chú là nuôi tu sĩ. Trước kia là chú Sáu cắt cái cốc, sau khi đây là gia đình chính thức của chú Sáu. Và sau đó thì chú Sáu rời gia đình để đi đến đó cắt một cái am trại nhỏ để chú tu. Và sau đó thì cái tâm nguyện thứ hai của chú, sau khi chú đi chích thuốc, gặp rất là nhiều những cô bác bà con không có tiền, không có nơi ở, cho nên chú tâm nguyện thứ hai là chú Sáu ước làm sao có được một cái cơ sở và để đem những người cơ nhở đến đó nuôi. Thì chú Sáu tâm nguyện thứ hai chú Sáu đã tròn. Và tâm nguyện thứ ba của chú Sáu là làm tất cả những trại cơm để từ thiện miễn phí cho cô bác bà con có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như bán vé số hay hoặc là những người ăn xin xã hội gì đó, thì đi đến đó để chú Sáu hậu cơm. Thì những cái chương trình mà chú Sáu đã làm, thật ra thành hậu hết sức là cảm phục về cái ân đức và cái việc làm của chú Sáu. Và hôm nay là chú Sáu so với tất cả những cô bác bà con thì cái tuổi chú Sáu năm nay là gọi là thất thập cổ lai hy, tức là 73 tuổi thưa quý vị. Nhưng mà định lực vô thường với căn bệnh là không có chừa một người nào, cho nên chú Sáu cũng yên lòng ra đi. Thì còn lại những cái gì, tất cả những chư đồng đạo và cũng như con của chú, cũng như anh hai và anh ba vân vân, những vị đó cũng đứng lên để thừa kế cái cơ nghiệp là đạo sự. Dạ. Thì hôm nay đối với cái hương linh của chú Sáu thì con xuống thăm chú, thì luôn luôn chú luôn luôn lúc nào tâm nguyện của chú làm sao là giúp đỡ bà con là niềm vui của chú Sáu. Cho nên thành hậu cũng xin quý vị mình đó là ủng hộ cái cơ sở cũng như là chú Sáu. Tuy nhiên chú đã nằm xuống, kẻ mất đã yên rồi một kiếp mà, người sống còn tái kiếp noi gương đó. Thì cái cơ sở chú Sáu hiện nay còn lại là khoảng 20 mấy người hả anh? Dạ. Thì cũng nhờ cô bác bà con chung tay giúp sức để hỗ trợ cho cô bác bà con ở đó được một cuộc sống cho nó tốt hơn, được ấm áp hơn. Tuy là chú Sáu đã ra đi, nhưng mà tình hậu tin chắc rằng chú Sáu, vong linh của chú luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ tất cả người tu. Vậy thì hôm nay đứng trước hương linh của chú Sáu thì thành hậu đến đây để nhận những tịnh tài của cô bác bà con. Ở đây thì thành hậu sẽ trao lại để cho anh hai tạm giữ, rồi anh hai sẽ hỗ trợ cho bà con, lo ở trong đó chăm sóc cho bà con, vừa miếng ăn, giấc ngủ cho bà con, thuốc men. Vậy thì hôm nay trước chú Sáu một lần nữa thì con xin đốt với chú Sáu một nén hương. Dạ. Nam mô Đà Phật. Thì mỗi khi mà thành hậu xuống á, là có những cái câu hỏi chú Sáu nói, mỗi khi mà chú xuống là chú hỏi tôi mấy câu gì là rất là khó trả lời, nhưng mà chú Sáu cũng vừa là giáo lý viên của Trung ương. Dạ. Dạ, chú Sáu hôm nay con đến thăm viếng chú ha. Thì cái cơ sở của chú thì con cũng phải tới lui để thăm viếng và động viên tất cả những cô bác bà con ở đó để cố gắng lo niệm Phật, cố gắng làm sao ăn chay để làm sao noi theo cái gương hạnh của chú. Dạ. Thì thưa quý vị, thì sẵn ở đây mình, quý vị mình cũng biết đây là anh hai, là con của chú Sáu, thì để hỗ trợ cùng với cô bác bà con làm sao được có một cái tinh thần vật chất. Thôi thành hậu cũng xin gửi lại cho anh hai với số tiền của cô bác bà con Mạnh Thường Quân để đóng góp cho cái cơ sở cũng như nhà chú Sáu ha. Dạ. Nam mô Đà Phật. Bữa nay chú Sáu không có đây thì có anh hai. Dạ. Cái vị thứ nhất
Dạ, là chị Mũi Vương ở Hoa Kỳ gửi chú Sáu là 500 đô, đổi ra là 11 triệu 500 ngàn một vị. Dạ. Thứ hai là Nguyễn Thị Chiến gửi 3 triệu vào ngày 21 tháng 9. Tới bây giờ, tại vì suốt thời gian có mùa dịch mình đi không được. Dạ, sau khi mùa dịch rồi thì chú Sáu bệnh này kia nọ cho nên xuống không được. Và Nguyễn Thị Chiến gửi chú Sáu là 3 triệu. Đây là một vị thứ hai. Và vị thứ ba tức là anh Nhân ở Cần Giờ gửi chú Sáu để ủng hộ cho bà con ở đó là 2 triệu và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa chú Sáu, đây là những vị mạnh thường quân đã gửi cho con và đem xuống cho chú để chú có một cái số tịnh tài để chú lo cho cô bác bà con cơ nhở ở nơi đó, mà hiện nay chú đã tròn bổn phận của mình, chú đã ra đi, nhưng mà thành đạo tin chắc rằng chú luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ tinh thần cho con cháu. Và tiếp theo thì anh Hai sẽ đại diện cho cũng như chú Sáu cũng có đôi lời gửi đến mạnh thường quân ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mạnh thường quân cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho cái nhà dưỡng lão chúng tôi mấy người già trong thấp. Dạ, cảm ơn thành hậu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, vậy thì một lần nữa thì con cũng xin thầm nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia trì hậu độ cho chú Sáu, làm sao cái như là tăng phẩm vị đạo thất bảo. Con cũng cố gắng noi gót theo cái gương hạnh của chú Sáu rất là đặc biệt, với cái tấm lòng của chú rất là điềm đạm, rất là hiền từ, và bên cạnh thì rất là chăm lo cho bà con. Thì thành hậu xin chúc cho gia đình luôn luôn được bình an ha. Dạ anh Hai, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Kính thưa quý vị, giờ hôm nay thành hậu được nhân ra thời gian để đi đến thăm viếng chú Sáu và đốt cho chú Sáu một nén hương. Và sau khi đã nhận được nguồn tin chú Sáu đã ra đi, nhưng mà đối với tất cả những cô bác bà con luôn luôn cũng ủng hộ, đây là những cái lẳng qua để cầu nguyện cho chú Sáu luôn luôn được bình an, và luôn luôn lúc nào chú Sáu cũng ủng hộ gia trì cho tất cả những cái vị có một cái phẩm vị phẩm hạnh tu hành để giúp đỡ cô bác bà con. Và đây là lễ cầu siêu ông Lê Văn Hả. Dạ, hôm nay là tuần thất thứ ba. Dạ, thứ ba rồi quý vị. Dạ. Rồi thì quý vị mình sẽ đi đến để thăm viếng chú Sáu ha. Và một đồng đạo chúng ta nó cũng ra đi, cũng rất là thương tiếc. Và đây là gia đình của chú, có những cái người con để cất lên ngôi nhà để cho cụ bà, cho thím Sáu, nhưng sau đó thì chứng khéo đã qua đời. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và đây là gia đình của chú đó quý vị. Và đây là một cái di ảnh của chú, nhưng mà quý vị mình thấy chú Sáu rất là tươi, luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ những cái người đạo. Cái tấm lòng của chú Sáu là rất là đặc biệt đó quý vị. Quý mong rằng chú Sáu sẽ luôn luôn lúc nào về trên cảnh giới an lành. Chú Sáu cũng nhớ lại tất cả chư đồng đạo để ủng hộ tinh thần nghe chú Sáu ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi con xin về chú Sáu ơi, và sau đó con cầu nguyện, rồi sau đó con về. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo chương trình cầu nguyện của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thì Đức Thầy đã cho biết là cái người đã qua đời đó, thì Đức Thầy khuyên chúng ta nên
đem sức khấn vái của anh chị em trong đạo mà cầu nguyện vong linh người quá cố được siêu sinh khỏi thọ. Và đầu tiên thì nghi thức tôn giáo và hướng nhân con cứu quyền đồng xá ba xá nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật, và hướng tâm nhận con tam bảo đồng xá ba xá nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật, và hướng tâm về chân dung đức thầy tri ân xá đức thầy bên trong sông mà quý vị xây ra bên ngoài. Hướng tâm niệm con thông thiên đồng xá ba xá nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật bằng chánh cúng một lần ba lượt, và hướng tâm về bàn phật đồng xá ba xá nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật. Chắp tay lên tráng nguyện: nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho ông Lê Văn Hả hưởng thọ 73 tuổi quá giáng, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền cực lạc, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Xá ba xá nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo lượt thứ hai, miễn hương: nam mô A Di Đà Phật, đồng xá ba xá nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay lên tráng nguyện: nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho ông Lê Văn Hả hưởng thọ 73 tuổi quá giảng, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền cực lạc, nam mô A Di Đà Phật, 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 nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đến lượt thứ ba, miễn hương: nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Chắp tay lên tráng nguyện: nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho ông Lê Văn Hả hưởng thọ 73 tuổi quá giảng, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền cực lạc, nam mô A Di Đà Phật, 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 nam mô A Di Đà Phật. Và đồng xá ba xá nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phần chánh cúng một lần ba lượt đã xong, phần lễ tất mà quý vị xây bên trong. Hướng nhân của quyền đồng xá ba xá nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Ngôi tam bảo đồng xá ba xá nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hướng tâm về chân dung đức thầy tri ân xá đức thầy bên trong sông mà quý vị xây ra bên ngoài. Hướng tâm về ngôi thông thiên đồng xá ba xá nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và hướng tâm về ngôi tam bảo đồng xá ba xá nam, hướng tâm về bàn Phật đồng xá ba xá nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Dạ thưa quý vị, phần cúng cầu của chú Sáu Thành Hậu đã đi đến, và sau đó thì cầu nguyện cho chú Sáu. Và xong thì xin thay lời cho chú Sáu cùng gia đình xin cầu chúc cho toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân luôn luôn được bình an, thân tâm an lạc, đạo quả viên thành. Nam Mô A Di Đà Phật.